Sau khi trở thành môn thi đấu chính thức tại SEA Games 31, mới đây, ban tổ chức nước chủ nhà ASEAN 19 cũng quyết định chọn eSports vào hệ thống thi đấu tranh huy chương năm 2022. Đối với eSports Việt Nam, Á vận hội tuy là một đấu trường lớn, có phần quá tầm, nhưng các vận động viên đội tuyển quốc gia vẫn coi đây là cơ hội tuyệt vời để cọ sát, nâng cao trình độ thi đấu quốc tế, từ đó mở ra những bước tiến xa hơn cho sự phát triển của eSports tại Việt Nam. Nói về cái mức độ phát triển của eSports Việt Nam thì là đứng trong top 10 thế giới và đứng trong top 4 ở Đông Nam Á. Đông Nam Á hiện tại đang là khu vực có cái lượng người tham gia vào eSports cũng như là cổ vũ cho eSports rất là lớn. Mỗi một cái giải đấu đã lên đến vài triệu người theo dõi trực tiếp, cũng như là mỗi một trận đấu có thể lên đến 300-400 triệu người xem. Với eSports Việt Nam nói riêng, dẫu khoảng cách về trình độ vận động viên giữa thể thao Đông Nam Á và châu Á vẫn còn khá xa, tuy nhiên, vẫn còn có những cơ hội để các tuyển thủ Việt Nam có thể tranh chấp những tấm huy chương vàng về cho thể thao nước nhà. Cái mà tôi mong muốn là sẽ có được cái sự thay đổi và bổ sung hơn cho các em ở trong tương lai. Còn cái thành công đến thì tất nhiên là mình cũng rất là vui và đón nhận nó. Tuy nhiên là càng thành công thì riêng trong cái ngành thể thao điện tử này thì càng thành công thì lại càng phải nỗ lực và càng phải chiến thắng nhiều hơn. Trong thời gian qua, các vận động viên Việt Nam đã tham gia nhiều sự kiện eSports quy mô quốc tế. Đồng thời có nhiều vận động viên và đội tuyển mạnh đã đạt thành tích cao trong các giải đấu khu vực và quốc tế. SEA Games 31 và ASEAN 19 sắp tới đây sẽ là cơ hội tốt để eSports Việt Nam khẳng định vị thế của mình. Trong đó tự tin vào một kỳ SEA Games thành công cả về công tác tổ chức lẫn thành tích thi đấu.